Đây là ngã sáu nha các bạn, ngã sáu ở Thạnh Hòa, vùng huyện Kiên Giang, là ở quê vợ của mình đó, sáu ngã luôn. Rồi chào cô bác anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình đi với ông anh cọc chèo đi giữa lộp. Ảnh làm rồi cũng là 26 năm hả anh Đại? Anh Đại hai ba năm anh làm được cái nghề lợp thì cũng 23 năm rồi. Hôm nay đi hành trình đi giữa lợp chung với ảnh kiếm mới cá về chút về kho ăn, còn dư thì về đem đi chơi căn bản hàng. Đây thì ông anh ông đi thăm lợp là bơi là đi thăm từ 5:30 cho tới 12 giờ không đây, từ 5:30 tới 12 giờ. Ừ. Ngày mình kiếm khoảng nhiêu mấy ký? Ngày kiếm 5-6 ký, có mười mấy ký có. Ông anh ông nói là ngày kiếm khoảng 5-6 ký cá đồng mình đó nha các bạn, cá đồng không đó chứ không phải là cá nuôi. Chạy là cá chục ngoài đó. Ồ, nó rớt không ngoài con rồi. Bị lủng hay vậy? Trên bờ là mấy người ta lấy ốc chắc nuôi cá quá. Đặt chấm đặt lương hả? Đây thì giờ ông anh ông dở cái lợp này là tự giờ cũng là hơn chục rồi nè. À, con cá được kiến rồi. Cá được kiến. Wow. Cá đồng. Cảnh miền quê là sông nước hữu tình đó các bạn. Cặp máy xong rồi. Wow. Lợp này chạy rồi, chạy rồi các bạn ơi. Cái này chạy cá nè. Wow, chạy vàng luôn nha các bạn. Vàng luôn. Hiện giờ ông anh ông bơi qua cái đá lục bình nè, hơi cực. Ở dưới miệt dùng ghiền này cũng còn cái cầu khỉ các bạn. Đó là đặt 12 cái ngục hay gì đó, bé xuồng cái xuồng đó. Cá đó, cá đua đồng như các bạn, con nào cũng thấy bự luôn á. Sông nước hữu tình nha các bạn ơi, hai bên là dừa nước, bên này tre chút à, người chút à, tre lục bình. Dạ. Wow, quá cá luôn nè. Tổng cộng là 150 cái lợp không đây? Ừ. Nguyên đàn cò. Cò lã, cò la luôn nha chứ. Đây hiện giờ là cái tới cái giờ cái về cái muống rồi nè các bạn ơi. Giờ mình hái một mớ rau muống để về hồi nấu canh chua ăn.
Đó, anh chua cá gô. Cá gô kho tộ vài con. Non không. Hiện giờ mình với ông anh cục chèo hái mực mới cái muống nha các bạn, để cho mọi hồi về nấu canh chua. Hôm nay trời cũng thời tiết dịu mát. Chứ ông anh cục chèo nói là đi ấy đi một bữa nắng mưa cực lắm. Ốc này thì chắc ở đây cái ốc ốc bu hả? Ốc bu vàng ở xứ đây còn ốc bu vàng không bạn ơi? Hiện giờ hai anh em đi với lộc hồi sáng giờ cũng mấy tiếng đồng hồ rồi. Rồi giờ đói bụng rồi. Đi theo làm gì vậy? Trời ơi hay ghê nha. Hiện giờ đói bụng rồi nha các bạn ơi. Giờ kêu xuồng hàng lại. Rồi cho con cái hộp bún xào để ớt có ớt không? Ớt ớt còn nhiều ha. Con phái cay lắm. Ớt người ta cho thêm trái nè. Dạ cho con trái ớt này. Đó. Rồi ông anh hai cái bánh cam nữa. Rồi nhiêu? Dạ nhiêu tiền à cô? 18.000. Ờ cho chẳng 20 đi. Rồi cái đó không được. Hai anh em đi giữa là giữa lợp giữa đồng thì cũng có xuồng hàng bán đồ ăn nữa các bạn. Rồi hai anh em đói bụng rồi. Hồi nãy quên mua bán nước không? Cà phê bình lá bảy. Ờ có đem cà phê thôi hả? Ừ. Nói em nó ảnh giữa lợp chỉ có đem ca cà phê thôi mà. Em có năng sống tới 12 giờ hả? Sống tới 12 giờ đi cà phê đó anh sống được 2.000. Ca cà phê thôi. Ca cà phê mà sống tới 12 giờ. 12 giờ trưa. Từ sáng từ 5 giờ, nó như vậy 5 giờ không đây? Bà xuồng hàng bà đem bà bán bún bây giờ bà quên cái đồ đũa nữa. Giờ chờ bà đem cái đồ đũa qua mới ăn được các bạn ơi. Rồi mời các bạn dùng ăn sáng với mình với ông anh Đại nha. Anh thích Đại. Dùng miếng bún xào. Anh đi anh ăn bánh cam. Cam mặn. Tôi thì nói chung nghe là tôi là chỉ làm chỉ có ca cà phê này thôi là cũng có thể là tối tới 12 giờ. Bữa nào lộp chạy thì không tới bụng luôn, một giờ mới ăn cơm sáng luôn. Rồi bữa nào lộp không chạy đó bụng lắm. Bán ăn cũng được chứ bạn. Tô đấy là sao để chung với cái lóc nó sằng hết. Hay giờ ông anh đã lựa mấy cái con cá gô để mình sao chứ không thôi để chung với mấy con cá lẩu kiến nó bị sằng. Con cá không ham. Nắng lên rồi các bạn ơi. Giờ này cũng 9 giờ. Nắng lên rồi. Có cây bình bát chưa chín nè, trái sẽ chưa chín. Wow, chín con cá lóc. Xếp đi. Xếp bãi. Hả? Ngày qua hả? Ngày qua chín con lóc bự hả? Ký không? Bông lục bình. Ông anh cũng đang dạy cá nó luôn. Đó, wow. Đó, wow. Cá nhiều, cá con cá lóc đồng luôn các bạn ơi. Quá đã luôn. Cái này là lập lũi. Lập lũi hay là lũi là? Lũi. Cái nãy là lập giang đăng. Nãy là lập giang đăng, anh nói là lập giang đăng, còn này là lập lũi nha các bạn. Lũi không có đăng. Lũi không có đăng đó. Wow. Cá lóc rồi dĩ nhiên con cái gì cá rô phi cá rô kiến chạy con cá lóc đồng. Cá lóc đồng bây giờ bự cỡ con nãy là giờ hiếm luôn nha các bạn. Ký 100, 101, 102 ở đây là ký 101, 102 là anh bán ra, còn chắc ở chợ chắc cao.
Bình quân kiếm bữa khoảng 4-500, 3-400. Mùa nước nổi thì sống đi đặt lợp, kiếm cá sống qua ngày. Hai con ngỗng uống nước. Hai con cá lóc hả? Ồ, vô mánh rồi. Được hai con cá lóc rồi các bạn ơi. Hành trình hồi nãy con cá lóc bự, bây giờ được nè, được hai con cá lóc nữa. Wow. Bước con cá, chính con cá chào bá luôn các bạn ơi. Chào ha. Ồ, chị ta chơi chào, chào hình luôn. Chơi chơi vậy. Chiếu này chiếu. Không xanh à. Wow. Mà nói với tao thì dễ gì. Năm kia quả nó. Nó nắm đầu đó hả? Ờ, con có chơi các bạn ơi, bự khổng lồ luôn. Còn con cái lóc nữa. Còn cái lóc nữa nè. Hôm nay đi cục chè là gặt thu hoạch là thấy có lý rồi nha các bạn. Bữa nay chắc kiếm được mười mấy ký. Về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Các bạn thấy không, sau lưng mình là cái sông, các bạn thấy dòng sông yên tĩnh ghê không? Sông nước hữu tình mà, hai bên đều lục bình trong. Thấy cái giờ cực to không? Giờ bờ dở hả? Giờ ông anh ổng lên bờ dở các bạn ơi, tại vì hiện giờ xuồng vô không được rồi, ổng lên bờ dở luôn, bởi đem vợt theo. Hai anh em thu hoạch từ nãy giờ cũng là ba bốn tiếng đồng hồ rồi. Đây là cá đầu kiến để riêng, cá đầu kiến với cua để riêng, còn cá ba cái cargo cá lóc thì mà anh bỏ trong đây nè. Đây các bạn thấy không, nhóc trơn luôn á, mấy khoang luôn. Cái lóc thì bỏ đây, cargo bỏ khoang đằng đây, đằng chỗ mình ngồi á. Hãy giật hả? Ồ, ông anh cục chèo nói cho con cá ơi, hãy giật. Đây, phụ đi theo phụ ảnh là chỉ đưa vợt chứ không làm gì chân á. Rồi có cá này các bạn ơi. Cái lợp này á thì cái lợp viên, còn cái lợp này là cái lợp lưới, lợp lưới. Lưới, còn bỏ là viên lưới. Chút xíu về ảnh cho mấy con cá lóc nhỏ nhỏ 200-300 gram nướng làm bậy dài là xị đế. Bạn thấy không, người miền Tây chân chắc, nhìn nước da mặn mà mặn mòi của ảnh là biết là chân chắc chất phát rồi. Rồi hiện giờ là ông anh ổng đem cá vô các bạn, tại vì hôm đó giờ nó lục bình nhiều quá rồi, xuồng bơi vô bị dướng bình với cỏ nhiều quá không vô được tới đó. Làm cũng cực khổ lắm anh em ơi, mới có được đồng tiền mới nuôi được cái sự sống. Nhà giữa đồng luôn, có nhà giữa đồng không ổng á. Rồi người ta có như có gió kìa, phải không? Đó, có gió ta kiếm cá ăn hàng ngày. Yeah.
Ở quê thì người ta có gió này các bạn, gió để kiếm cá ăn hàng ngày, kèm cặp bên thì người ta nuôi mấy con vịt để có nhà có đám tiệc gì nào lấy vịt ra, hoặc có khách khứa tới rồi lấy vịt ra đãi cũng được. Gió lên rồi, gió gió là sao tao thả xuống nha. Rồi hiện bây giờ hai anh em đã thu hoạch cá xong rồi các bạn, giờ anh em chuẩn bị về vô thôi. Vô lợp xong rồi chạy về. Đó là chú Bảy bên vợ mình đó các bạn. Các bạn còn mấy wow, anh ta đi dỡ cá đã về rồi đây. Nhiều không? Nhiều không? Mà sao mới dầm bơi lại gì vậy anh? Nãy máy lên khiên khiên luôn. Khỏi quay luôn đi. Ảnh khiên máy về tới nhà rồi bưng máy lên luôn chơi mình luôn, ghê thiệt chứ. Lấy cá bộ. Xúc lên luôn chưa? Bụng xúc lên luôn. Xúc lên luôn rồi. Có cái vợt đó, có cái vợt đó. Hôm nay ông anh nấu là về sớm vậy các bạn. Ông đó cũng được mà cỡ mười mấy ký đó, gì đó không biết. Mười mấy con. Cái chơi trắng. Hồi nãy có cái chơi vàng phải không đại? Hiện giờ ông anh ổng đang xúc cá vô vợt. Rồi chút xíu ông anh ổng làm xíu bắt con cá chơi, bắt con chơi nó ăn chua. Đó, được một sọt cá rồi nha các bạn. Đó còn cái gô kìa ông đã. Cái gô với cái gô bắt sao, cái này là bắt cá cá lóc với cá chơi trước. Một sọt thôi ha các bạn thấy không? Quá trời luôn. Quá trời cá luôn. Cái đồng không luôn nha các bạn. Nước nước lại. Không được bắn hai thằng nước nha. Để bắt mớ cá vô kho tổ với con chua. Hiện giờ là cá này là để ăn rồi các bạn thấy không? Còn số cá mà mình nói mười mấy ký đó là bán căng cho bạn hàng rồi. Còn cá này để ăn. Các bạn thấy không? Cái đồng con nào con lấy chà bá lửa không? Ủ luôn á. Ủ mà. Ủ luôn á. Con cá gô đó rồi. Ồ, hết sức. Có nghe. Đây.
cá biết bay, cá biết bay các bạn ơi, cá bự quá bay. Ở quê thì ít có đi chợ. Cái này là cá lợp, là cá chắc lội luôn nha các bạn, cá đồng chắc lội luôn nè, cá ngon luôn á. Nguyên một vài luôn lại. Biết cái đó không? Trời ơi, hết sức rồi. Tới đó mà nhà có đám tiệc vậy ha, hái gì về là làm giỏi á. Rồi, hiện bây giờ sản phẩm mình đã xong rồi. Rồi giờ chuẩn bị bây giờ mình đâm một chén muối ớt để ăn cơm với canh chua nha các bạn. Bây giờ bà chị hồi nãy, bà chị bằng cá hồi nãy bây giờ bà đi rồi, đi công chuyện rồi. Giờ vợ mình vô làm đồ bếp luôn. Bà chị bà đi về tới bà vợ. Rồi hiện giờ đây bà chị bà nấu canh chua cơm mẻ nha các bạn. Đang lượt cơm mẻ nước nước canh chua. Nước ăn gì sao không? Ừ, mẹ bắt phải chị đi Nhân ơi. Có mấy con nhỏ mà bắt thêm con bướm. Trời nghe nghe cái mùi cơm mẻ là thật thật lên ha. Thơm. Ngon liền. Đi cãi chi vậy? Cái chó mày quăng hết trơn cá ngoài luôn nè. Cá gì? Thằng lại mày đi ra ngoài mày coi kìa. Giờ bỏ cá chê vô. Hai chị em làm thợ nấu, bỏ cá chê vô nấu canh chua. Trời ơi, tỉnh thịt gì làm thành con là nó bỏ lắm. Lông giỡn nè. Lông giỡn nè. Với mớ cá gồ. Thập cẩm. Thập cẩm. Rồi, canh chua chuẩn bị bỏ ngò vô nha các bạn. Ngon quá. Rồi, cá đã chín rồi nha các bạn ơi. Cá gô kho tộ. Well. Rồi, bây giờ là chuẩn bị dọn cơm, ăn cơm nha các bạn. Rồi, mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình nha. Cá rô kho tộ, ăn kèm với đó là canh chua, cá chê trắng. Anh đẹp trai nữa đâu dám cắt. Rồi mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình nha. Trời nó sập tẩm, tôi thấy cái mặt nó táo, canh chua. Anh lại đẹp trai nhất rồi phải rồi, đã dính đi dở ngoài đầm còn. Còn đâu? Còn gặp ai đâu? Nhiều lắm không? Đây là ông anh vợ lợp hồi sáng giờ đó, giờ tắm rửa đẹp trai rồi. Còn bà chị bên kia là vợ của ổng đó. Còn bên kia là nhỏ em vợ của mình. Em vợ. Ba con gái không? Ba đứa con gái. Rồi, hành trình đi đặt lợp với ông anh và ăn cơm trưa đã xong. Thôi mình kết thúc video tại đây nha. Hẹn các bạn những video tiếp theo nhé. Chào các bạn. Thu hoạch cá sáng giờ rồi. Ông anh ổng chuẩn bị hai chồng đi bán cá ngoài chợ nè các bạn ơi. Ngày mười mấy ký, sóng mùa nước nổi.